Đừng vội bỏ vỏ quýt, bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết được những lợi ích mà chúng mang lại qua video này. Vỏ quýt trong đông y được gọi là trần bì và quất bì, là vỏ quả chín già của cây cam quất thuộc họ cam, thường được dùng trong các trường hợp đầy tức bụng ngực, nôn nấc, ăn kém, chậm tiêu. Theo các nghiên cứu hiện đại, trong vỏ quýt có tinh dầu limonene, linalool, auratin, terpineol và các hợp chất khác như sinephrine có tác dụng chống dị ứng, chống viêm, chống co giật và ức chế trung khu thần kinh. Theo y học cổ truyền, trần bì vị cay đắng, tính ôn, vào tỳ, phế, tác dụng làm ấm dạ dày, kiện tỳ, chỉ khái, hóa đờm, tiêu tích, điều hòa phần khí trong cơ thể. Chỉ với 4 đến 12 gram trần bì đem nấu, hãm hoặc sắc uống sẽ có tác dụng trong việc loại bỏ chứng đầy tức bụng ngực, chậm tiêu, ăn kém, nôn nấc, viêm khí phế quản, ho đờm nhiều. Tuy nhiên, người âm hư ho khan không có đờm, thổ huyết không được dùng trần bì. Không chỉ được sử dụng đơn lẻ, trần bì còn kết hợp với các vị thuốc khác để tạo nên những bài thuốc hữu hiệu, có công năng sử dụng cao trong việc điều trị các bệnh thường gặp. Có thể kể đến như thang quất bì, bao gồm quất bì 12g, gừng tươi 8g, tất cả đem sắc uống. Bài thuốc này có tác dụng ôn vị, chống nôn, dùng khi dạ dày lạnh, nôn ợ hơi. Nhị trần thang gồm trần bì 8g, phục linh 12g, bán hạ 12g, cam thảo 4g, tất cả đem sắc uống, có tác dụng trị ho đờm vướng trong cổ không ra được. Hay bài thuốc trần bì 500g, tô diệp 125g, cát cánh 125g, cam thảo 1000g. Các vị đem nghiền bột mịn làm hoàn, uống lúc sáng sớm và tối, mỗi lần 8g. Bài thuốc có tác dụng trị viêm phế quản cấp tính. Bên cạnh việc sử dụng để làm thuốc, vỏ quýt còn được dùng nhiều trong các món ăn, vừa để làm tăng hương vị, vừa có tác dụng điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh. Điển hình có thể kể đến món ăn thuốc gà kho trần bì hương phụ. Món ăn thường được dùng cho những người bệnh có hội chứng chướng bụng, đầy hơi, đau loét dạ dày, tá tràng, đau vùng thượng vị, đau thần kinh liên sườn, đau tức vùng ngực. Để làm gà kho trần bì hương phụ, mọi người cần chuẩn bị thịt gà 80g, trần bì 20g, hương phụ 15g. Trần bì, hương phụ nấu lấy nước, bỏ bã, thịt gà rửa sạch, chặt miếng, đem nước sắc kho với thịt gà đến khi cạn nước, cho thêm gừng tươi và đập vụn hành, gia vị đảo đều trên bếp là được. Hay gà hầm trần bì nhục quế, đơn giản với trần bì 10g, nhục quế 6g, gà 1 con. Trong đó gà làm sạch chặt miếng, trần bì rửa sạch thái mỏng nhỏ, quế tán bột hoặc đập vụn, cho tất cả vào nồi, thêm nước, hầm chín cho muối, gia vị, ăn trong ngày và liên tục đợt 5 ngày, dùng cho các bệnh chứng lưu đàm. Hay cháo trần bì chỉ đơn giản bao gồm gạo tẻ 150g, trần bì từ 15 đến 20g, trần bì đem sắc hãm lấy nước, bỏ bã, phần nước sắc nấu với gạo thành cháo, thêm chút đường, muối, gia vị tùy theo khẩu vị. Món ăn rất tốt đối với trường hợp đầy bụng, đau quặn, buồn nôn, nôn thổ, ho có nhiều đờm. Cháo trần phục linh, đại táo là lựa chọn đặc biệt hiệu quả đối với các chứng trầm uất, tâm thần phân liệt, kích động trong bệnh khoa tâm thần. Bạn chỉ cần chuẩn bị trần bì 10g, đại táo 10 quả, phục linh 15g và gạo tẻ 100g
Sau đó đem trần bì phục linh gói trong vải xô, nấu cháo cùng với gạo tẻ và đại táo. Khi cháo chín nhừ, bỏ gói dược liệu chia hai lần ăn trong ngày. Hoặc nếu bạn bị viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu, viêm võng mạc trung tâm, có các biểu hiện thị lực giảm, đau nhức mắt, có cảm giác ruồi bay và ám điểm trước mắt, đau đầu, buồn nôn, nôn thổ, thì canh cá diếp trần bì là món ăn bạn nên thử. Mọi người chỉ cần chuẩn bị cá diếc hoặc cá chép một con khoảng 500g, trần bì 12g, quyết minh tử 10g, cá đánh vảy bỏ ruột, trần bì, quyết minh tử gói trong vải xô cùng với cá. Khi cá chín nhừ thì bỏ gói bã thuốc, cho thêm gia vị phù hợp, mỗi ngày cho ăn một lần, liên tục mỗi đợt từ 5 đến 10 ngày. Trần bì là vị thuốc thiên nhiên, nhưng không vì thế mà bạn được phép bỏ qua ý kiến của những người có chuyên môn. Theo đó, trước khi sử dụng, người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ đào tạo qua trường lớp bài bản về liều, cách dùng cũng như thời gian uống, tránh trường hợp tự ý gia giảm liều lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức sử dụng trần bì trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!